Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Vinh Vlog. Thì buổi sáng ngày hôm nay là thứ năm, ngày 15 tháng 8, em cũng tiếp tục có mặt tại nhà chị Hồng Loan để cập nhật một số thông tin gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn của chị Loan được biết nha. Thì hiện tại bây giờ cô chú là có một cái tin rất là vui luôn. Cái nhóm mà YouTube vay xe cô chú thì chính thức là đã là bị sập cái bẫy của chị Ni dâng ra nha cô chú. Thì buổi tối ngày hôm qua cô chú anh chị, đó là cái nhóm vay xe đó nó cũng đăng tải những cái live stream, nó lên nó nói chị Ni á, là bị bắt tại sân bay Mã Lai nha cô chú. Thì cái lý do nào mà cái nhóm đó lại lên nói như vậy cô chú anh chị? Đó rồi nó chụp luôn là cái hình ảnh của chị Ni, nó dán lên cái hình thumbnail luôn cô chú. Rồi nó ghi cái tiêu đề là chị Ni đã bị bắt tại sân bay Mã Lai. Thì chính thức là đã bị bên phía chị Ni đã chụp lại những cái hình ảnh đó để lưu lại, là để trình báo với cơ quan chức năng, là để là làm những cái đơn kiện để bớ cái nhóm mà YouTube quay xe đây nha cô chú anh chị. Chứ chị Ni mà cô chú nghĩ sao á, một người làm ăn nước này nước kia mà cô chú anh chị, cái đầu của chị Ni phải hơn những cái đầu YouTube bên đó nha cô chú. Rồi cái anh thám tử lùng mà cô chú, anh lên cái live stream anh nói rằng á là không thoát được cái anh ta cô chú anh chị. Rồi có cô hay là có chú gì khăn giá cũng vào comment nói rằng á là sao biết cái video đó là của chị Ni bị bắt. Cái anh này anh ngâm cuồng cô chú, anh nói rằng á người của cái anh thám tử lùng này dân khắp nơi nơi cô chú anh chị, dân ở đâu cô chú. Đó, hiện tại bây giờ là bắt đầu là đã sợ rồi, cho nên là buổi sáng ngày hôm nay thì cái anh thám tử lùng này cô chú là chính thức là đã xóa cái ảnh thumbnail của chị Ni nha cô chú anh chị. Đó là sợ là chị Ni kiện á. Nhưng mà sao mà xóa được cô chú? Tất cả các cô chú anh chị ở trên cộng đồng mạng nè đã chụp lại rồi. Rồi chị Ni cũng đã chụp lại cái ảnh thumbnail đó và cái tiêu đề là ghi chị Ni bị bắt. Cái đó là vu khống nha cô chú. Thì chị Ni sẽ lưu lại để làm bằng chứng, để kiện là cái anh thám tử lùng này. Đó, anh thám tử lùng này, thám tử dữ chưa? Bây giờ đã sập bẫy rồi, bắt đầu sợ. Tối hôm qua cô chú là viên một cái tập đoàn YouTube bơ quay xe cô chú. Đó là cái anh đạo diễn hết thời nè. Rồi cái bà mì xào này cô chú, với lại là cái anh thám tử lùng, rồi cái bà tơ dơ nữa, đó cùng nhau đồng loạt là lên cái live stream trực tiếp đó cô chú, là ghi luôn là ghi là chị Ni đã bị bắt. Thì buổi sáng ngày hôm nay rất là vui luôn cô chú chị. Cái thông tin vừa rồi á là em nói là rất là chính xác nha cô chú. Tại vì sao? Tại vì á là chị Ni nói rằng á là sẽ kiện 7 kênh YouTube nha cô chú, cho nên á là hiện tại bây giờ á là nhóm đó là không thoát đâu cô chú anh chị. Đó, chị Ni dâng cái bẫy rất là hay luôn cô chú, dàn dựng một cái cảnh rất là hay luôn để cho là cái bên phía bên kia, là em nghe nói á là cái con gì nó bên Mã Lai á cô chú, rồi nó quay cái video đó, bắt đầu là nó gửi về cho cái anh thám tử lùng này. Rồi anh thám tử lùng này là báo hết cho tất cả những cái kênh YouTube mà phía anh ta cô chú đó quay xe mà cứ chửi chị Hồng Loan và chị Ni á, là bắt đầu trực tiếp là lên luôn cái video, là bắt đầu nói ăn mừng, hồi tối ăn mừng cô chú, nhảy múa á, nhóm cần cờn là nhảy múa ăn mừng, nói rằng là chị Ni là bị bớ rồi, bên phía cô Sáu sẽ thắng toàn tập đó. Thì buổi sáng hôm nay cô chú anh chị em rất là vui luôn, cho nên em cũng tranh thủ là dậy sớm đến nhà chị Hồng Loan để cập nhật cái video mới nhất để gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn của chị Loan được biết nha. Thì hôm nay là ngày 15 tháng 8 rồi nha cô chú. Đó là chị Ni là sẽ có mặt tại Việt Nam của mình, là để bàn bạc một số công việc nè, rồi sẽ là làm những cái đơn kiện để kiện cho anh thám tử lùng. Đó, anh thám tử lùng á cô chú không có thoát được chị Ni đâu cô chú anh chị. Tại vì sao? Tại vì đợt trước á anh cũng rất là ngông cuồng, anh nói rằng là anh tìm mẹ tìm cha của chị Hồng Loan là ra rồi. Đó, sau khi mà anh làm như vậy á là anh cũng bị chị Ni và chị Hồng Loan và chị luật sư Tiết Ngọc á là cũng có về vị Thanh Hậu Giang nha cô chú, thì cũng gặp cơ quan chức năng ở dưới đó, cũng đã là trình báo rồi, cũng làm những cái đơn kiện để kiện cái anh này rồi. Đó, sắp tới đây á là anh này sẽ cái vụ này nữa cô chú chị là sẽ bị bớ đi luôn á, chứ không có thể nào mà thoát khỏi đâu cô chú.
chị Ni rất là cao tay luôn cô chú anh chị. Đó, một người đại diện phát ngôn cho chị Hồng Loan mà cô chú, mà cứ cái nhóm đó nó lên nó vu khống, nó nói rằng là chị Ni là một đứa phạm tội ở Mã Lai, rồi một đứa ăn trộm kết sắt đó, cho nên là chị Ni mới làm một cái dàn dựng một cái kịch bản rất là hay luôn cô chú anh chị. Hiện tại bây giờ chắc bên phía YouTube cần cờ nó cô chú chắc nó nhảy đứng nhảy ngầu yên cô chú anh chị. Đó, riêng là cái ông thám tử lùng á, sau khi ông đăng cái video trực tiếp lên nó cô chú, là cách vài giờ đồng hồ sau là bắt đầu á, là ông vô ông xóa liền cái hình cô chú anh chị, với lại là ông ghi lại cái tiêu đề khác, ông sợ cô chú. Nhưng mà sao thoát được, chị Ni đã gài rồi cô chú, thì không thể nào thoát được cô chú anh chị. Đó là vừa đăng lên ghi chị Ni là bị công an bắt, là chị Ni đã chụp lại rồi cô chú, cái đó là để làm bằng chứng nha cô chú anh chị. Thì một lần nữa là em cũng rất là vui luôn cô chú, thì cũng gần kết thúc drama của nhà chị Hồng Loan rồi. Ngày hôm qua thì phải nói rằng cô chú anh chị 4 năm vị luật sư cũng có đến nhà chị Hồng Loan, thì cũng bàn bạc số nhóm vấn đề nha cô chú. Đó, hôm nay là chị Loan sẽ đón chị Ni, và chị Ni sẽ có mặt tại cái căn nhà số 5 đường thì điểm này nha cô chú. Hồi tối á cô chú, phải nói rằng á, ở trong cái livestream á, em coi em rất là bức xúc luôn cô chú anh chị. Nghĩ sao cái nhóm nó nói bây giờ phải mua thùng bia, rồi mua con gà để ăn mừng cái con Marco nó đã bị bắt rồi. Rồi không có ai mà đứng ra đỡ bảo vợ Hồng Loan nữa, rồi không có ai ăn hiếp gia đình ruột thịt của cố nghệ sĩ nữa. Từ nay á là mẹ con của cô cháu gái cứ yên tâm, rồi vợ chồng của chú Bảy gọt khèo cứ yên tâm đi, nó đã bị bớ vào bên kia rồi. Rồi sau này nữa cô chú, là những anh em YouTube của tụi em á là cũng sẽ bị bớ luôn. Đó, hiện tại bây giờ là không biết là bớ ai cô chú anh chị. Mà tụi em với chị Ni đâu có làm gì đâu cô chú. Đó, thì chị Hồng Loan là người con của cố nghệ sĩ, là chị Hồng Loan được phép là thừa hưởng những cái gì của ba mình đỡ lại thôi cô chú. Đó là điều tất nhiên rồi, chứ nghĩ sao cô chú. Đó, trong cái livestream phải nói rằng hồi tối cô chú anh chị, cái nhóm YouTube đó nó hằng hồ lắm cô chú. Nó lên, nó nhảy múa, nó hát, nó ca, nó chớ nhiễu những anh em YouTube của tụi em, rồi chị Ni và chị Loan nữa. Đó, giờ hiện tại bây giờ nó không biết rằng là nó ngủ nó không yên luôn cô chú. Tại vì sao, cái này nó rất là nặng tội cô chú anh chị, chứ đâu phải là mình kêu cái tên thẳng của chị Ni luôn. Đó, rồi mình kêu là bị công an bắt, cái đó là vu khống người nha cô chú, xúc phạm người luôn á. Cái tội đó nặng lắm cô chú anh chị, cho nên á là chị Ni là bảy kênh YouTube chị Ni đã nói rồi, thì chị Ni sẽ làm cô chú anh chị, rất là vui luôn, em cũng rất là vui luôn cô chú. Đó, thì buổi sáng ngày hôm nay là em cũng xin phép là được chia sẻ cái video này được gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn thương chị Loan được biết nha. Thì hôm nay là em sẽ cùng với mấy anh em YouTube sẽ đón chị Ni về lại Việt Nam nha cô chú. Đã rất là vui khi mà chị Ni đã là gài được cái nhóm mà YouTuber bẩn, YouTuber quay xe đó trong thuốc thời gian vừa qua cô chú chị, là luôn luôn là chửi chị Hồng Loan và chị Ni rất là nhiều. Đã sắp tới đây cô chú là sẽ có nhiều cái tin vui đến với chị Hồng Loan đó, và nhiều cái tin buồn đến với những cái kênh YouTube mà cứ tỏ ra mình là thám tử lùng, thám tử này, thám tử kia đồ á, người tôi dân khắp nơi đó, dân dữ chưa, sao hồi tối á đi xóa mất cái ảnh thumbnail đó mất tiêu luôn cô chú. Dạ, tới giờ em cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha. Dạ, em chào cô chú nha.